Hello, em Thanh Phạm xin chào toàn thể anh em và các bác quay trở lại với kênh YouTube của em nhá. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em và các bác. Chúc các bác có một ngày mới thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nhá. Đó, video ngày hôm nay thì em lên tiếp một số cái mặt hàng những cái video trước em chưa giới thiệu hết được cho mọi người. Đó thì đầu video thì anh em bớt chút thời gian cho em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Đó, cảm ơn tất cả toàn thể anh em. Chúc anh em có một ngày mới tràn đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe nhá. Và mọi nhu cầu mua sắm hàng hóa thì anh em có thể liên hệ với em Thanh qua hai cái số hotline trên màn hình bên trên kia. Đó là em Thanh Phạm nhá. Em Thanh Phạm đến từ Tiêu Động Bình Lục Hà Nam. Và ok, cái shop của em thì ở đây rất là nhiều sản phẩm từ hàng Nhật, hàng Đức, hàng Mỹ, rồi là có cả hàng Trung anh em nhé. Và rất là nhiều dòng sản phẩm. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em. Và bây giờ em đã lia góc máy sơ qua một vòng để cho anh em và các bác có thể tham khảo được nhé. Ở bên đằng góc này thì nó là những cái đồ dùng về đằng dao nhà bếp này, dụng cụ nhà bếp Nhật anh em nhé. Chủ yếu là Nhật và Đức. Đó, và góc này nó là đồ siêu tầm. À, con cóc gà tan, rồi là con trâu, rồi là bình trà, rồi là bình đựng giấy. Ở đây là con dao bầu Kai Japan này. Đó, rất là nhiều dòng sản phẩm. Bên đằng này thì có những cái đồ dụng cụ cầm tay. Đấy, đồ dụng cụ cầm tay. Hình thức mua hàng thì anh em cứ liên hệ thẳng với hai cái số điện thoại em đang ghim trên màn hình nhá. Đó, thì cái video ngày hôm nay thì anh em giúp đỡ em lên được khoảng 300 like thì em sẽ có một cái phần quà cực kỳ đặc biệt dành cho anh em ở cái video lần sau nhá. Đó thì em đã sắp xếp một cái phần quà rất là ý nghĩa rồi. Sản phẩm đầu tiên em Thanh muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái bộ cắt tóc của Nhật mới về anh em nhá. Đấy, cái dòng sản phẩm này thì em có kinh doanh trên kênh rồi. Đấy, trên kênh rồi, nhưng đợt này nó hàng nó mới về này, mới về, và em lại lên giới thiệu cho anh em. Nó có một cái vỉ như này, rất là xinh xắn này. Cái này dành cho anh em cắt tóc nhá, hoặc là anh em dùng trong gia đình, anh em thích cắt tóc thì có thể dùng cái này. Con này đến từ thương hiệu Kai Japan. Và một cái vỉ như này nó sẽ gồm cho mình một cái cây kéo cắt này, một cây kéo tỉa. Đấy, bây giờ em sẽ bóc ra cho anh em nhá. Một cái ví đây, rất là đẹp. Ở bên ngoài nó được thiết kế một cái ví da như thế này. Đó, và bên trong thì nó sẽ gồm cho mọi người và là một cái kéo tỉa này. Đấy, một cái kéo tỉa và một cái kéo cắt. Nó đến từ thương hiệu Kai Japan. Đấy, hình thức bên ngoài anh em có thể là quan sát này. Đấy, ở đây phần kéo tỉa này, dòng kéo tỉa của nó này, kể cả cái dòng kéo cắt nhé, thì đầu nó cũng không nhọn như kiểu dạng Việt Nam anh em nhé. Đấy, không nhọn, nó bằng hết. Đấy, phần cầm của nó đây. Đấy, thì con này kéo tỉa này cầm rất là trơn tru luôn anh em nhé. Đấy, nhà anh em nào mà có thợ làm cắt tóc này, làm quà biếu, quà tặng cực kỳ là ngon luôn. Và giá thành cực kỳ là rẻ anh em nhé. Giá thành cực kỳ là rẻ thôi, chỉ có 200.000 đồng. Đó, rất là ngon. Con này nó đến từ thương hiệu Kai Japan anh em nhé. Kai Japan. Đó, đây là cây kéo cắt này. Bên này là cây kéo tỉa này. Đó anh em nhé, rất là ngon lành cành đào luôn. Giá sản phẩm này là 200.000 đồng. Đấy, cắt rất là xịn sò luôn. Đấy, nhiều anh em vỉa kéo này rất là ngon, em thì không vỉa, biết vỉa. Đấy, anh em làm nghề cắt tóc mới vỉa được. Rồi ok anh em, sản phẩm này là 200.000 đồng. Đấy, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh nhá. Đó, anh em nào mới vào giúp em một nút like nhá, giúp em một nút like. Đấy, phấn đấu làm sao mà video này lên tầm khoảng 300 like thì em sẽ có một cái phần quà ở trong cái phần video ngày hôm sau nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em Thanh sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là cái dòng tăng đơ cắt tóc nhá. Tăng đơ cắt tóc này thì nó đến từ thương hiệu của nó là Vintage T9. Đấy, hình thức bên ngoài của nó kèm theo cho mọi người là một cái hộp này rất là xịn sò luôn. Và cái giá của cái này thì nó rất là ưu đãi luôn anh em ạ. Ở đây thì hôm qua em đã có giới thiệu trên kênh rồi. Đấy,
con này màu vàng gold. Đấy, màu vàng gold rất chi là đẹp luôn, rất chi là đẹp. Và con này có thể là anh em cạo sát viền được luôn, có thể anh em râu dài cũng có thể cạo được luôn nhá. Đấy, ở đây này. Đây, bây giờ em sẽ cạo cái lông tay cho anh em xem. Đấy, cạo lông tay. Đây, mình có thể mình ủi được nhài luôn. Mình nghiêng này, mình ủi luôn này. Đây là cái lông tơ anh em nhé, lông tơ tay. Đấy, còn các bác mà đưa xuống lông chân thì nó cạo không còn một tí nào luôn anh em nhé. Đấy, tay em thì nó hơi xấu, anh em thông cảm. Và sản phẩm này thì nó dùng bằng pin anh em nhé, dùng bằng pin. Anh em xoáy ở đây cho em này, xoáy ra. Nó dùng bằng pin 18650, kể cả anh em dùng lâu ngày, có thể pin nó chai thì có thể thay viên pin này. Viên pin này thì cực rẻ luôn, chỉ có mười mấy ngàn một viên thôi. Đấy là dòng pin sạc anh em nhé, dòng pin sạc. Đấy, và ở đây nó kèm thêm cho anh em này là một cái đế sạc ở đây nhá. Đế sạc thì các bác có thể đưa cái đế này vào đây giúp em này. Đấy, đế cái đế này đó, và cắm vào cái củ sạc USB, củ sạc điện thoại nhà mình ở nhà. Ở đây phần báo phần pin 100% pin này, vạch pin nhá. Đấy, rất chi là ngon. Và nó kèm thêm cho mọi người là bốn cái cữ như này. Đấy, bốn cái cữ như này để chúng ta cắt tóc nhá, bốn cái cữ để chúng ta cắt tóc đây. Cạo trụi lông không còn một tí nào luôn anh em nhé, cạo trụi lông tơ luôn. Đấy, tay thì nó là hàng lông tơ đó. Giá của sản phẩm này thì nó là 175.000, 175.000 dòng kéo dòng tăng đơ cắt tóc anh em nhé. Đó thì em đã có viết cái số ở đây rồi. Đấy, 175k anh em nhé, 175k. Ở cái phần này thì nó kèm thêm cho anh em một cái lọ dầu nhỏ này, để khi mình cắt lâu ngày chúng ta có thể tra vào đây cho nó trơn tru nhá. Đấy, dùng xong thì chúng ta dùng lấy cái này chúng ta phẩy đi. Đó, anh em dùng cắt tóc cho con cái nhà mình cũng như là cạo râu cũng được luôn anh em ạ, cạo râu cũng được luôn. Phần tắt mở ở đây nhá, phần tắt mở ở đây. Đấy, nó chạy cực kỳ là khỏe luôn, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây là màu vàng gold, rất là đẹp. Giá là 175.000. Hình thức mua sắm thì anh em cứ trực tiếp điện thoại cho em qua hai cái số em ghi trên màn hình nhá. Sản phẩm đầu tiên thì em muốn gửi đến cho anh em đó là những cái sạc ắc quy thông minh, sạc được từ 8A 12V, tức là con này nó thông minh, nó sạc từ bình 12V cho đến bình 24V. Đó thì ở đây là bắt đầu từ 8A cho đến 150A cơ anh em ạ. 150A, tức là anh em cứ sạc cái bình nào dung tích dung lượng của nó là 150A đổ lại là nó sạc được. Thì con này nó rất là thông minh anh em ạ. Đấy, rất thông minh. Và hình thức bên ngoài của nó đây, hình thức bên ngoài của nó nhá, nó rất là chắc chắn. Thương hiệu của nó, thương hiệu Poxu. Đó thì hàng này thì em đã có giới thiệu rất là nhiều trên kênh rồi, đợt này nó lại về thêm hàng. Ở đây là nó có cái cánh quạt tản nhiệt. Đấy, tản nhiệt khi mà nó nóng quá. Đấy, thì bắt đầu là cái cánh quạt tản nhiệt này bắt đầu hoạt động để cho cái tuổi thọ cái ắc quy này nó được lâu hơn. Và con này có chức năng gì nhỉ? Con này có chức năng là chống chập này, rồi là sạc đầy là nó tự ngắt nhá, sạc đầy tự ngắt. Đặc biệt hơn là khi mà các bác cắm nhầm âm dương thì nó chắc chắn là nó sẽ không có vấn đề gì đối với cái con sạc ắc quy này. Đấy, cắm nhầm. Đây, em sẽ đảo chiều cho anh em xem này. Đây, em sẽ đảo chiều. Anh em đợi em chút thì em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng luôn. Đó, đây. Bây giờ là âm, em sẽ cắm sang dương. Đấy, dương em sẽ cắm sang âm. Âm. Đấy, thì là cái máy sạc ắc quy này nó sẽ không hoạt động nữa. Đấy, nếu mà em sẽ lắp đúng chiều của nó này, lắp đúng chiều của nó thì là nó bắt đầu nó hoạt động. Đấy, bắt đầu nó hoạt động nhá. Đấy, ở đây thì nó báo là 0,2A này. Đấy, và là 28 độ C trong bình, hiện tại bình của em là 28 độ C và 10,1V. Đấy, bây giờ nó đang nhảy này. Đấy, 10,1V này. Đó thì là đang sạc 12V này. Đấy, pin của em là đang 100% đầy pin nhá. Đó, đây là em chưa cắm dòng điện vào đấy, chưa cắm dòng điện vào nhé.
Và con này có tính năng là sạc nhanh cho ô tô này, sạc nhanh này, sạc AGM này và sạc chậm cho mô tô này. Và có tính năng đặc biệt hơn nữa là tính năng khử sạc khử xung phát. Đấy, sạc khử xung phát. Và các bác dễ dàng điều chỉnh ở một cái nút cảm ứng ở đây. Đấy, nút cảm ứng này. Các bác ấn này, nhìn cái đèn này. Đấy. Đấy, thì bình thường các bác nó sẽ để ở chế độ này là sạc nhanh nhá, sạc nhanh. Và tính năng sạc khử xung phát ấy, thì các bác một tháng nên sạc cho em một lần nhá. Đấy, cánh quạt nó đang chạy rất là êm đềm luôn, rất là êm đềm. Đấy, và bên trong bình này nó sạc nó nóng thì bắt đầu nó mới lại chạy nhá. Đó, thì con này báo giá luôn cho anh em là 265.000, 265.000 anh em nhé. Đó, tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng máy cạo râu của thương hiệu Saver 4D. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng xuất khẩu châu Âu nhá, hàng của châu Âu. Đấy, được xuất khẩu sang các nước này. Đấy, các nước ở đây. Và con này nó rất là nhiều tính năng anh em nhé. Đây, một con em lấy ra em đã test thử cho anh em này. Đấy, nó sẽ gồm cho anh em một cái tay cầm như này. Tay cầm như này. Và anh em lắp cho em cái đầu cắt vào đây, đầu cạo râu vào đây. Đấy, cái phần đầu cạo râu này thì nó lắt léo được này. Khi mà anh em chúng ta có thể là lướt xuống cái cằm này thì nó sạch ở cái cằm. Đấy, đây này. Nó ngửa lên ngửa xuống được, rất là thoải mái luôn. Và anh em mở ra cho em này. Cắt cạo xong chúng ta có thể mở ra. Đấy, mở hết lớp cỡ ra. Đó, và chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ ở đây. Trong này thì nó sẽ gồm cho mọi người là một cái chổi nữa này. Anh em cứ bình tĩnh nha, rất là nhiều chi tiết ở đây. Rất là nhiều chi tiết. Đấy, chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ ở đây đi. Đấy. Xong là dùng xong đậy vào. Đó. Và có thể chúng ta mang này đi rửa được nhá, mang đi rửa được tại vì nó không liên quan đến cái này. Mang này đi rửa sạch sẽ vệ sinh. Đó. Đấy, bấm vào đây, nút nguồn nó sẽ bóng báo nguồn pin nhá. Đó. Thương hiệu này thương hiệu Saver 4D. Đấy, em thử cạo xem nào. Đấy, rất là ngon, nhưng mà em mới cạo râu rồi nên là nó chưa mọc dài lắm. Đó, sản phẩm này thì chỉ có giá chỉ có 300.000 đồng thôi. Nó kết hợp tích hợp cho anh em thêm một cái phần mát xoa mặt này. Đấy, mát xoa mặt rất là ngon này, khi mà chúng ta mát xoa. Đấy, mát xoa mặt thư giãn rất là sướng nhé. Đó là một cái phần mát xoa này. Và bên này đây là cái nắp đậy thôi. Cái này cũng là một chức năng mát xoa nữa. Mát xoa thì cái này nó là bằng lưới cước này, cước mềm. Nó không biết là sợi cước hay là sợi gì, tơ lắm anh em nhé. Thì nó rất là mềm. Đó, và cái phần này là cái phần cao su này. Đấy, một cái đế mặt cao su nữa. Thì anh em lại nhét vào đây cho em. Đấy, lại cắm cái này vào. Đấy, cắm vào. Đấy. Và anh em có thể là đưa ra đưa vào được. Đấy, rút ra rút vào. Thì nó thêm một cái nữa này. Cái này là để chúng ta cạo những cái phần râu dài nhá. Anh em đi làm lâu ngày mà không cạo râu nó dài thì chúng ta sẽ dùng cái này. Chúng ta sẽ đưa cái phần râu dài trước, đi trước. Đấy, râu dài đi trước anh em nhá. Và dùng cái này xong chúng ta sẽ cắm cái phần cạo râu vào. Đấy, cắm cái phần cạo râu vào anh em nhé. Tiếp tục là cái phần cắt lông mũi này. Đấy, ở đây là một cái phần cắt lông mũi này. Đấy, anh em cứ đưa cái phần này vào mũi là nó tự cắt nhé. Tại bên trong này nó sẽ xoay này. Đó anh em nhé, cắt rất là ngon lành luôn. Bên trong này sẽ cùng nó có cái dây sạc nữa. Đấy, dây sạc ở đây thì chúng ta cắm vào cái phần cuối cùng này các bác nhé. Đó, cái phần đầu này chúng ta lại cắm vào cái củ sạc điện thoại của nhà mình. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Bên trong này là rất là nhiều tính năng. Rất là nhiều tính năng một cái hộp này. Và giá của sản phẩm này chỉ có 300.000 đồng anh em nhé. 300.000 đồng một bộ cạo râu thương hiệu đến từ thương hiệu Saver. Ok anh em.
Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng bộ cắt móng tay của thương hiệu Winling. Đấy, thương hiệu Winling Made in Germany. Đấy thì bộ này là bộ cắt móng 3 anh em nhé. Cắt móng 3. Và nó đang có hai màu này. Một màu ghi sáng này. Đấy, anh em đợi em chút này. Màu ghi sáng này. Và bên này là một màu ghi tối này. Đấy, màu ghi tối này. Có hai màu. Đó. Và ở đây là một bộ 3 anh em nhé. Bộ 3 thì nó có cắt móng lớn, cắt móng nhỏ và cắt móng lớn và cắt khóe móng. Đấy, để em sẽ lấy ra giới thiệu cho anh em quan sát. Ở đây thì nó sẽ gồm cho anh em là cái phần logo được dập ở phần thân ấy này, thân bấm móng này. Và con này là con cắt móng nhỏ này, khi chúng ta cắt móng tay anh em nhé, cắt móng tay. Rồi con này nó là con cắt móng chân, rồi là cắt vào những cái vật thể móng nó dày dẫn. Đấy, lâu ngày nó chai, chúng ta dùng con móng lớn này. Và tiếp theo là kèm thêm cho anh em một cái bấm khóe móng nữa nhé. Bấm khóe móng rất là đẹp đẽ ở đây. Và nó có cái hộp đựng như này. Nó có hộp đựng này. Khi mà anh em cắt là những cái phần móng nó sẽ lọt vào bên trong cái khay này. Đấy, khi mà chúng ta cắt xong chúng ta sẽ đổ ra, kéo xuống, đổ ra thùng rác. Đó, thì nó sẽ làm, nó nghĩ ra cái phương án này rất là hay, là mình ngồi cắt thì nó sẽ không bắn vào mặt, cũng không bắn vào mắt người đối diện bên cạnh nhá. Ở bên này thì nó là cái phần giấy hướng dẫn này, giấy kiểu là giấy chào Karato, chào hỏi của Đức ấy. Đó, và đây là bộ màu ghi xám này, màu ghi xám rất là đẹp. Ở đây thương hiệu logo thương hiệu Winling này. Đó, rất là ngon. Và sản phẩm này báo giá luôn cho các bác là 250.000 đồng. Đấy, 250.000 đồng anh em nhé. Đó, ok, rất là ngon lành ở đây. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em một cái combo bộ 3 kìm kéo cắt Đức nhá. Bộ kìm của Đức. Đấy, bộ này nó không phải là bộ của Đức mà là nó là bộ của Nhật. Bán trên thị trường Đức. Đấy, bán trên thị trường Đức. Và nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan anh em nhé. Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. Và nó được bán trên thị trường Đức, nên là nó dọc cái phần logo, phần chữ Germany ở trên thân thân kìm anh em nhé. Thân kìm hết anh em nhé. Ở đây là một bộ 3. Một bộ 3 thì em Thanh đang phân phối với cái giá là 500.000 đồng. Đó, 500.000 đồng là một cái bộ 3 như thế này. Còn anh em mua lẻ thì giá thành nó sẽ đắt hơn một chút nhá. Đắt hơn một chút khi anh em mua combo. Thì sản phẩm cây kéo đầu bằng như này. Đấy, đảm bảo con này anh em cắt rất là ngon lành luôn. Vặn cũng rất là ngon lành luôn. Nó thiết kế cực kỳ là hầm hố cái phần đầu như này. Đó, những cái con này thì các bác làm việc thì để gọn gàng vào. Đấy, không sảnh ra cá là mất ngay nhá. Sảnh ra là con người gión ngay. Đấy, nó là hàng chất nên là. Và giá sản phẩm này là 200.000 đồng anh em nhé. Đấy, nó thiết kế nên rất là hầm hố và nó lực lưỡng luôn anh em ạ. Ở trên thân này, Made in Germany Quality. Đó. Đây là con kìm đầu bằng 200k. Cái con này thì nó là cái con kìm cắt các bác nhé. Đấy, con này con chuyên cắt anh em ạ. Đấy. Phần đầu này nó thiết kế cực kỳ là sắc bén luôn, cái phần lưỡi đây anh em nhé, cái phần lưỡi đây nó rất là hầm hố, hàng Germany. Đấy, phần đầu đây. Đấy, rất là ngon lành anh em nhé. Và giá sản phẩm này là 200.000 đồng. Con này anh em cắt cả đinh 10 rồi là những cái vật thể cứng hơn, như là một cái mũi khoan 6 cũng cắt được anh em nhé. Đó, thì giá sản phẩm này là 200.000 đồng. Và tiếp theo là một con kìm mỏ nhọn ở đây. Một con kìm mỏ nhọn đây. Rất là thích hợp khi mà anh em làm vào những cái công việc mà uốn hoặc là gắp một cái gì đó trong cái vật thể gì, hoặc là cạt một cái vòng khóa chẳng hạn đấy. Rất là ngon lành. Đấy, rất là ngon lành. Thì con mỏ nhọn này anh em hay dùng nhiều nhất đây này. Đấy, hay dùng nhiều nhất. Và con này giá của sản phẩm con này là 170.000 anh em nhé. Đấy. Anh em cứ đo áng chừng một cái bàn lòng bàn tay đến cổ tay em này. Đấy. Và con này là 100
70.000 các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là những cái chiếc dao dọc giấy của Nhật. Đấy, dao dọc giấy của Nhật. Ở đây thì em đang có hai mã, một mã của Tajima. Đấy, một mã của Tajima chuyên chuyên dùng cho anh em văn phòng nhá. Cầm con này rất là nhẹ nhàng và rất là thanh tay. Đấy, ở đây thì có một con màu tím thôi, còn đa phần là màu đen. Và những cái hàng này nó là hàng chưa qua sử dụng anh em nhé, chưa qua sử dụng. Nó đến từ thương hiệu Tajima của Nhật Bản, của Nhật. Đấy, Tajima của Nhật. Con này rất là chất lượng luôn. Đó, đây là cái phần lưỡi của nó đây. Đây, cái phần lưỡi của nó đây. Và cái này thì nó chỉ có nguyên cái dao và lưỡi thôi. Còn là cái phần hộp lưỡi thì em tặng hết mất rồi. Thì giá của sản phẩm con Tajima này là 100.000 đồng. Dao dọc giấy Tajima anh em nhé, 100.000 đồng. Đó, rất thích hợp cho anh em dùng trong gia đình, cũng như là dùng trong anh em làm văn phòng, cũng như là anh em làm hệ trần thạch cao các kiểu làm nghề, cũng dùng rất là ngon lành nhé. Đấy, và cái con dọc giấy tiếp theo này là nó đến từ thương hiệu Cutinifer Made in Japan. Đấy, con này thì được thiết kế cầm rất là nhỏ gọn, cầm rất là nhỏ gọn và trong lòng bàn tay. Đấy, và nó cũng đến nó cũng là được làm bằng cái dòng lưỡi đen, cực kỳ là sắc bén luôn, cực kỳ sắc bén. Giá của con này là 100.000 đồng anh em nhé, 100k luôn. Đó, trên thân của nó đây. Đấy, rất là ngon lành, 100.000 đồng anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng bóng led cảnh báo ở đây. Bóng led cảnh báo ở đây thì cái mặt hàng này ấy, thì em mới về nên là các bác cũng rất là ủng hộ em, cảm ơn tất cả mọi người nhá. Và ở đây này, nó là dòng 30W này, 30W ở đây em đã kết nối, em đã gắn và đã lắp ráp vào đây rồi. Còn bình thường là nó để cái chân rời đấy, mình chỉ cần việc xoáy con ốc này vào thôi. Đó, nó được dùng vào công việc là chúng ta dùng sách đi lại được. Đấy, ở đây này, ở đây là những cái thông số giờ này, độ pha là 120 độ này, rồi là úp cúp xuống là bao nhiêu đây, 2400 lumen này, rồi là cái gì nhỉ, only led là 50.000 giờ. Đấy, 50.000 giờ là em cũng không hiểu lắm. Đó, sản phẩm này thì IP chống nước là 65 này. Đấy, IP chống nước là 65. Đấy thì anh em có thể là mưa thì chúng ta vẫn để được anh em nhé. Mưa gió thì chúng ta cầm xung là sách chúng ta vẫn để được, rất là tiện lợi. Đấy, và sản phẩm của nó đây, mặt led của nó đây anh em nhé, mặt led của nó đây. Đấy, thì đằng sau này thì nó là một cái thanh nhôm nhá, thanh nhôm để chúng ta tản nhiệt này. Khi mà nó nóng quá nó tản nhiệt về sau thì nó sẽ đảm bảo được cái tuổi thọ của cái mắt led này. Đấy, rất là ngon lành. Phần chân của nó đây nhá. Và đằng sau này là nó là dùng bằng pin nhá anh em nhá, nảy hai cái tay này ra. Đấy, nảy hai cái tay này ra thì cái này nó là cái khớp thôi, nó là cái khớp thôi anh em nhá, cái khớp mình khớp vào đây thôi. Đấy, đây là hai cái tay. Đấy, chúng ta có thể khớp vào đây và nó sẽ đi kèm theo là ba cái viên pin 18650. Đấy, ba cái viên pin 18650. Dung tích của nó là 6800 ampe này, một viên này. Đấy, và những cái dòng pin như này thì nó là dòng pin 18650 thì rất là phổ cập rồi, phổ cập anh em mua đâu cũng được. Giá của sản phẩm này là 220.000 đồng anh em nhé, 220.000 đồng một cái đèn led cảnh báo này, rất thích hợp cho anh em dùng trong gia đình. Sách đi sách lại rồi lúc mà nó hỏng công việc, nó hỏng điện, hỏng đóm, hỏng cái gì mà mất điện anh em sách đi. Sách đi, mình không cần phải dòng dây điện dây điếc gì nữa. Đấy, chức năng của nó đây. Chức năng của nó led 1 này, đây là nút 1 nhá. Đấy, nút 1 này. Đấy, nút 2 thì nó sẽ sáng hơn này. Đấy, đây, em sẽ soi cho anh em xem này. Đấy, rất sáng nhá. Và cái con này nó độ sáng nó gọi là sáng pha chứ không phải là sáng rọi như kiểu dòng đèn pin anh em nhá. Đây em sẽ quay cho anh em xem. Đây này. Đấy. Đấy, em tắt đi đây. Đây là nấc 1 này. Nấc 2 này.
Đấy, nấc 2 anh em nhé, nấc 2. Và nấc 3 là nó sẽ bóng báo cảnh bóng bóng cảnh cảnh báo anh em nhé. Khi mà anh em đi xe cộ mà có vấn đề gì, nhất là anh em đi ô tô có vấn đề gì, xe hỏng hóc, anh em cầm này lên đứng cách xe khoảng tầm 500m, anh em đặt ở đấy thì là người đi đằng sau là sẽ phát hiện ra là xe mình có vấn đề. Rất là ngon, giá chỉ có 220.000 đồng thôi anh em nhé. Anh em lên mã cho em giúp em là đèn pha cảnh báo nhé, đèn pha cảnh báo. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một cái bộ tô vít đóng. Bộ tô vít đóng này là bộ tô vít đóng đủ chi tiết luôn, đủ chi tiết luôn cho anh em làm nghề nhé. Nó đến từ thương hiệu của Kabushi Japan. Nó đến từ thương hiệu của Kabushi. Và bên trong này nó đủ đầy đủ các chi tiết luôn cho anh em làm nghề này. Đấy. Ở phần này thì nó là những cái ốc rỉ, ốc gãy các kiểu ở đây này. Anh em thấy không? Ốc rỉ, ốc gãy thì chúng ta dùng cái bộ này rất là ngon lành. Đó, bên trong của nó này nó rất là nhiều chi tiết ở đây. 2 4 6 8 10 11 12, hộp nữa là 13. Đấy. Và đây là cái phần tô vít đóng này. Cái phần đầu đóng của nó đây. Anh em về lắp ráp cho em vào đây. Đấy, lắp ráp cho em vào đây. Hàng Kabushi được dập chìm ở trên thân đóng như này. Đấy, trên thân đóng này. Và anh em có thể kết nối ở đây. Đây là cái phần lấy ốc gãy nhá. Phần lấy ốc gãy ở đây. Đấy, các bác cứ đóng cho em như này. Cứ đóng vào như này là tức khắc là nó sẽ, cái này nó sẽ vào, nó sẽ xoáy vào sâu. Xong cái đầu kia nó sẽ xoáy ra. Đấy, anh em trải qua những cái dòng này thì chắc chắn là biết sử dụng những cái dòng này rồi. Đó, giá sản phẩm này là 330.000 anh em nhé, 330.000. Đấy, rất là nhiều cái đầu vít ở đây. Đấy, đây này, rất là nhiều cái đầu vít ở đây để cho anh em có thể là ngắn dài đầy đủ hết đầu ba ke BH1, BH2. Đấy. Rồi là BH3 anh em nhé, BH3. Đó. Và sản phẩm này thì sẽ kèm thêm cho anh em một cái mũi đặc biệt nữa. Đấy, một cái mũi như là BH2 của Tuvit đóng này nhá. Đấy. Sản phẩm này là 310.000 đồng. 310.000 đồng. Nó có một cái hộp rất là xịn sò. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng đá mài nhá. Đá mài của thương hiệu Kabushi Japan. Và hàng này là có mã vạch cho anh em quét đàng hoàng luôn. Đấy, hàng công ty có mã vạch cho anh em quét đàng hoàng luôn nhé. Và bên trong này là nó có một hộp. Đây, tem, đây là tem chống hàng giả hàng nhái. Tem 7 màu chống hàng giả hàng nhái này. Đó. Bên trong này thì nó là những cái viên đá cắt. Đấy, viên đá cắt nhé mọi người nhé. Sorry anh em, đây là viên đá cắt. Thì một hộp như này nó là mà 50 viên, một hộp như này nó là 50 viên. Và anh em có thể để ý quan sát này, cái con này cắt cực kỳ là lẹm luôn, cực kỳ là lẹm. Đó, nhiều anh em làm xưởng ấy hay dùng nhất là cái loại này, mua của hỗ trợ quên ủng hộ em rất là nhiều những cái dòng như này rồi. Đấy, và các bác feedback lại là cắt rất là ngon. Đó, anh em không tin thì có thể là mua thử cho em vài viên về cắt thử, nếu được ưng ý thì là sẽ mua nhiều. Đó, sản phẩm này thì em đang phân phối với cái giá là 5.000 đồng một viên nhá. Đấy, anh em làm vài viên về cắt thử đi, không thì chúng ta sẽ làm cả hộp mà hoặc là một vỉ, cực kỳ là ngon luôn. Một vỉ 25 viên chỉ có 150.000 thôi. Đó anh em. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho mọi người là cây kìm bấm của Mỹ. Cái kìm bấm của Mỹ này thì nó thiết kế cái đầu chấu này. Đây là cái đầu chấu của nó này. Rất là to tát anh em nhé, rất là to tát luôn. Trên thân được dập chìm cái thương hiệu của nó này. Đấy, USA này. Đấy, hàng CRV anh em nhé. Cái mỏ của nó được thiết kế phe ra bên ngoài, phe ra hai bên. Đấy, tạo độ tạo một cái mặt bề cạc như này. Nó lớn nên là nó giữ được tốt anh em nhé. Đấy, rất là ngon lành. Đây để em xoáy thì khớp vào cho anh em xem nào. Đấy, rất là ngon lành luôn.
về cơ cấu hoạt động nó mở này. Đấy, anh em bóp vào đây và nó sẽ mở ra. Đấy. Giá của sản phẩm này là 180.000 đồng anh em nhé, 180.000 đồng cây kìm bấm của Mỹ. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là những cái cây kìm đa năng đầu băng ấy của thương hiệu Fukuoka. Đấy thì em vẫn hay gọi tắt là đó là thương hiệu FO Japan. Đấy, FO Japan. Ở đây thì nó đến từ thương hiệu FO. Đấy. Con này thì rất thích hợp cho anh em làm điện nhá anh em nhá. Làm điện cũng như là thích cái phần dụng cụ đa năng. Ở đây thì nó là dòng đầu kìm đầu băng, kìm đầu băng và có phần kìm cắt này. Đấy. Và cái phần kẹp cốt này, rồi tuốt dây điện này. Đấy. Và cái phần này thì nó sẽ bo cái nhựa đây, khi chúng ta dùng để làm điện thì cũng không vấn đề gì nhá. Đấy, phần logo đây được khắc trên thân luôn. Và giá của sản phẩm này là 250.000 đồng anh em nhé. 250.000 đồng cây kìm bấm đầu băng. Em chỉ còn vài cây thôi anh em. Đấy, em chỉ còn vài cây thôi. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em cây xì khô. Đấy, cây vòi xì khô. Cái vòi xì khô này thì nó được dùng trong anh em làm sửa xe máy nhá anh em nhá, làm sửa xe máy hoặc là anh em làm nghề cần hay cần làm xong thì cần xì, cần thổi bụi các kiểu này. Đấy thì cái này nó quay vùng tròn được nha anh em nhá, quay vùng tròn được luôn. Phần móc này, phần treo các kiểu đây này. Phần đầu này chúng ta sẽ cắm vào vòi hơi nhá, vòi hơi và chỉ cần bấm như này thôi. Bấm như này và phần đầu đây, phần đầu của nó này. Đấy, rất chi là tiện lợi luôn. Giá của sản phẩm này chỉ có 120.000 đồng anh em nhé. 120.000 đồng. Hàng nó đến từ thương hiệu của Kabushi anh em ạ. Hàng để đến từ thương hiệu Kabushi. Đấy, chất của nó đây. Đấy, chất của nó đây. Rồi, ok anh em. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là những cái chiếc khò ga bằng đồng. Đấy, chiếc khò ga đồng đúc đồng anh em nhé. Và con này nó đến từ thương hiệu của nó là thương hiệu Tojima. Đấy, Tojima Made in Japan. Và ở đây cái con này là phần điều chỉnh ga nhỏ to nhỏ này. Đấy, cái sắt này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái phần gió nhé. Anh em muốn khò mạnh thì sẽ để hở gió to cho gió nó vào thì chúng nó sẽ là khò mạnh này. Và anh em muốn bịt vào thì dòng lửa nó sẽ nhỏ đi. Sẽ nhỏ đi. Đấy, phần nó kết cấu rất là dày dẫn, đúc bằng đồng. Nhược điểm của con này ấy, thì nó sẽ là phải mồi lửa anh em nhé. Phải mồi lửa như này. Đấy, anh em kết nối vào cái bình, xong là mở một chút ga ra, xong ta mồi lửa. Đấy, chúng ta sẽ vặn sau nhé. Và ưu điểm của nó là nó hàng đúc đồng nên nó rất là bền bỉ anh em nhé. Rất là bền bỉ khi mà anh em dùng, nó rất là bền. Đó thì phần đầu nó đây, phần đầu nó đây, nó không có tính năng đánh lửa anh em nhé, không tính năng đánh lửa, rất là ngon lành luôn. Giá con khò đồng này là 150.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng khò ga Nhật đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Và con này chức năng của nó là cho nó đánh được lửa ấy, và nó thiết kế một cái rất là hầm hố chắc chắn luôn. Nói chung là con này anh em dùng là cực kỳ là ngon luôn, hàng của Kabushi Japan anh em nhé. Về chất liệu của nó này, nó làm cực kỳ là sắc nét luôn. Đấy, phần này là cái phần đánh phần xoáy ga này. Đấy, điều chỉnh ga. Cái phần này là cũng là phần điều chỉnh gió anh em nhé, phần điều chỉnh gió này. Đấy, phần điều chỉnh gió, anh em muốn gió cỡ nào thì gió. Cái phần cò bóp đây, cò bóp đánh lửa này. Đấy, bóp nào ăn phát đấy luôn anh em nhé. Cực kỳ là ngon luôn. Và cái phần đầu này nó rất là to luôn anh em nhé, rất là to luôn, cầm rất là to luôn. Đó, nó to bằng một cái ngón chân cái luôn anh em nhé, ngón chân cái của chúng ta. Đó, và sản phẩm này giá là 170.000 đồng, hàng thương hiệu đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, giá sản phẩm này là 170.000 anh em. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một bộ
mũi khoan đa năng của Nhật. Một bộ mũi khoan này thì anh em làm nghề cũng như dùng trong gia đình cực kỳ là yên tâm nhé, cực kỳ là xịn sò rồi đó. Con này mà khoen gạch men thì đúng bài luôn, chuẩn chỉ luôn đấy, gọi là đa năng, nhưng mà nó khoen gạch men, khoan tường các kiểu, anh em muốn bắn vít trong gia đình cực kỳ là ngon nhé. Con này nó cứ phải gọi là ngọt dẻo. Và nó có hai mũi 6 cho các bác này, và một mũi 8 này, một mũi 10 này đấy, và một mũi 12, một mũi 12. Và sản phẩm này thì cả một cái bộ như này là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, giá của nó là 170.000 đồng anh em nhé. Anh em và các bác có thể quan sát cái phần lưỡi của nó này, cái phần đầu ba ke của nó này. Phần đầu ba ke này nó cực kỳ là sắc luôn anh em nhé, cực kỳ là sắc, nên là vào á, khi mà các bác khoan vào ấy, đảm bảo những cái hồ hiếc nó phọt ra ngoài luôn, nó phọt đẩy ra ngoài luôn, nó ngọt, rất là ngọt luôn. Đó, sản phẩm này là 170.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em cây tô vít đa năng. Cây tô vít đa năng này thì nó giống như một cái bộ tun ấy. Đấy, kiểu cách nó làm rất giống như bộ tun, và nó đến từ thương hiệu FO Japan anh em nhé. FO Japan. Đấy, FO Japan. Và cái phần đầu này thì anh em có thể thay một cái tay công này, uốn nhéo được 180 độ như này. Đấy, 180 độ như này. Và con này cơ cấu này thì nó sẽ có dòng xoáy nhanh nhá. Đấy, xoáy nhanh như này. Thì anh em xoáy ốc không cần phải nhấc ra xoáy. Đấy, cứ thế là giữ lì và xoáy thôi. Đấy, cứ giữ lì và xoáy vào thôi. Đó, và đả phần đảo chiều nó ở đây. Đây. Đấy, đảo chiều ba nấc này. Nấc giữa thì thành một cái tô vít thông thường nhá. Nấc ria này. Đấy, và nấc ngược lại này. Phần bụng của nó này, phần bụng của nó thì nó được thiết kế là 10 cái đầu đầu xoáy nhá, từ đầu hoa thị, đầu ba ke, đầu BH0, rồi là những cái phần đầu dẹt như thế này đó, thì các bác rất là tiện lợi này. Đấy, các bác muốn dùng cái mũi nào thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng này nhá. Đấy, lấy ra một cái này đậy vào và chúng ta đưa về phần đầu này. Đấy, cái phần đầu này nó thiết kế này, nó gia công cực kỳ là tốt. Bên trong này có một cái nam châm này, nó hít rất là mạnh luôn. Kể cả anh em cầm cái tô vít này đánh rơi nó không long này ra đó, rất là ngon lành. Sản phẩm này giá là 200.000 đồng, cây tô vít đa năng anh em nhé. Đấy, sản phẩm này là 200.000 đồng. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng băng keo của Nhật. Đây là dòng băng keo dính điện anh em nhé. Băng keo dính điện, và ở đây là nó rất là nhiều màu. Đấy, từ màu trắng, màu đen, màu ghi xám như này, màu đỏ, rồi màu trong như này, màu vàng như thế này. Đấy, thì sản phẩm này nó đến từ thương hiệu Vinatapa. Made in Japan em nhé. Đấy, Made in Japan thì nó được dập, nó là cái phần ở bên trong bụng như thế này anh em nhé. Đấy, Made in Japan. Đó, thì ở đây em Thanh đang phân phối với cái giá là 80.000 đồng một cân nha anh em nhé. Đấy, kể cả anh em lấy nửa cân thì em cũng gửi cho anh em được. Đó, nhưng mà các bác lấy ít thì giá của sản phẩm các bác phải chịu phí ship nhé. Đó anh em nhé. Còn nào bình thường các bác toàn mua theo sản phẩm kèm thêm thôi. Đó, còn bình thường các bác mua đấy, mua nguyên một cuộn như này là giá là 10.000 đồng. Đấy, còn là các bác mua một cân đâu đó là trên 10 cuộn. Đấy, trên 10 cuộn, nó tùy thuộc cuộn to cuộn nhỏ. Và nó rất là dày này, rất là dày, có cuộn rất là dày. Đó, thì tùy thuộc cứ tính theo ký anh em nhá, 80.000 đồng một ký. Đây này. Còn có những cuộn thì chưa bóc tem này. Chưa bóc tem luôn. Đấy, Made in Japan anh em nhá. Japan. Đó, cực kỳ là ngon. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em một số cái dòng bóng led 5 cánh cũng như là bóng led 4 cánh anh em nhé. Anh em nào mới vào like thì cho em Thanh xin một nút like nhé. Bớt chút cho em Thanh xin một nút like. Cảm ơn toàn thể anh em này. Ở đây em bóng led Comet vẫn còn này. Đây là bóng led âm trần. Đấy, thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái dòng bóng led âm trần cho anh em xem nhé. Và đây là cái dòng bóng led âm trần anh em nhé.
và đây là dòng đèn led siêu mỏng âm trần 3 chế độ anh em ạ, được bảo hành cho mọi người là 2 năm luôn, bảo hành cho anh em là 2 năm luôn. Nó có viền trắng, viền xanh, viền trắng xanh đó, rất là hấp dẫn luôn. Và ở đằng sau này ấy, thì thông số kỹ thuật của nó này, kích thước này là ống là 150 này. Đấy, tức là tổng kích thước của cái mặt là mặt led này là 15 phân, là 150 phi 150, và đường lỗ khoét của mọi người á là 130, đấy là phi lỗ khoét đó. Thì ở đây này, màu này, rất là đẹp luôn. Đây là màu trắng ấm nhá, trắng ấm viền xanh, trắng ấm đấy. Còn đây là trắng màu trắng, trắng sáng đấy, viền xanh đây này, rất là đẹp luôn. Và sản phẩm này được bảo hành cho anh em là 2 năm, nó đến từ thương hiệu Comet. Và bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết đến sản phẩm bên trong này. Nó rất là mỏng luôn anh em nhé, rất là mỏng luôn. Ở phần đây là bóng led này, bên hông là một cái tấm meca, cái giả led ở bên trong nó được tỏa vùng quanh cái led này đó, nó rất là mỏng. Tai đây, nó sẽ kèm theo cái tai ở đây, và đây là cục nguồn này. Đấy, cục nguồn ở đây nhá, rất là đẹp, rất là ngon lành luôn. Và em đã đấu kèm thêm, em sẽ đấu vào cái con điều khiển từ xa rồi, và bây giờ em bật lên cho anh em xem đây. Đấy, bên ngoài của nó đây, chế độ đầu tiên là cái viền xanh bên ngoài nhá, rất chi là đẹp nha anh em ạ, rất chi là đẹp đây. Đấy, rất chi là đẹp. Đấy, tắt này mở lên này, mở lên thì nó lại ở một cái chế độ khác anh em nhá, mở lên là một chế độ khác này đó. Chức năng thứ ba là nó sẽ sáng cả một cái vòng như này và cả một cái viền xanh như này. Đấy, và bây giờ em sẽ quay đến cái đoạn này cho anh em xem đây. Đấy, đây là cái tấm em đã làm sẵn ở đây rồi, rất chi là đẹp, mời anh em tham khảo này. Đấy, ở đây em lắp đặt là bốn quả viền, bốn quả led trắng nhá, bốn quả led trắng ở bên trên và bên dưới, và hai quả led trắng ấm. Đấy, anh em có thể quan sát này. Đấy, đây là chức năng thứ hai nhá. Chức năng thứ ba là nó sáng tất luôn. Đấy, chức năng thứ ba là nó sáng tất cả viền xanh và viền trắng bên trong. Đấy, trắng ấm này. Đấy, trắng sáng. Thì cái quả trắng ấm ấy, thì anh em nên điểm cho em nhá, nên điểm cho em ở một phòng, nên điểm cho em khoảng tầm mấy quả vào để nó tạo lên một cái độ ánh sáng trung tính, rất là nhìn nó rất là hài hòa. Đấy, nó không bị sáng rực lên. Đấy, nó không bị sáng rực lên, rất là đẹp luôn. Anh em chuyển chế độ thì nên tắt đi bật lại thì nó sẽ chuyển chế độ nhá. Đó, rất đẹp nhá. Sản phẩm này ấy, em báo giá luôn cho anh em này. Giá của sản phẩm này là 170.000 đồng một bộ như này, và được bảo hành cho anh em là 2 năm. Thực chất ra thì anh em đi làm công ty bảo hành thì nó rất là phức tạp, nhưng mà nếu mà hỏng hóc thì em có trách nhiệm em gửi đến cho anh em một quả khác luôn, nên anh em yên tâm nhé. Đó, đây này, nó là dòng Comet này, in vào của nó là AC là AC 85 gạch ngang 265V. Đó, và cái nguồn này dung tích của nó là 1W. Và công suất của bóng led của nó này, đây, công suất của bóng led thì nó có ghi trên đây nhá, nó là công suất là 14W anh em nhá, 14W ở đây, sorry anh em, 14W. Đó, giá sản phẩm này là 170.000 đồng. Anh em mua số lượng để về lắp trong gia đình ấy, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái phí vận chuyển cũng như là một chút ít về cái giá, nó tốt hơn cho mọi người nhá. Đấy, anh em mua số lượng nhiều thì giá sẽ là tốt, anh em mua một vài cái để điểm thì vui lòng với cái giá là 170.000 đồng anh em nhá, bảo hành cho anh em 2 năm. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là những cái dòng đèn 5 cánh, 5 cánh quả xoài như này. Đấy, thì hàng này hàng mới về, và ngày hôm nay là ngày thứ 2 rồi, hỗ trợ giá cực kỳ tốt cho anh em nhé. Đấy, thì bình thường giá là 140.000 rồi, nhưng mà hôm đầu tiên về báo giá là 130.000 đồng thì em vẫn để cái giá đó. Nên là
anh em dùng cái này cực kỳ là ngon luôn, hàng bóng 5 cánh quả xoài như này rất là đẹp luôn. Và độ điểm ánh sáng của nó, độ công suất của nó là 75W thôi mà nó rất là sáng anh em nhé. Đấy, hiện tại thì em đang quay với ánh sáng của con này. Đấy, quay ánh sáng của con này đó, thì giá của nó là 130.000 đồng. Tại hôm nay em không tìm thấy cái đuôi đèn thôi, chứ còn bình thường em sẽ bật lên em view cho anh em xem rất là sáng luôn. Anh em lên mã cho em là bóng đèn 5 cánh quả xoài nhé, giá 130.000 đồng đó, thì vẫn hỗ trợ giá cho anh em đấy. Thì anh em muốn sáng tỏa thì sẽ là hơi ngửa lên cho em, thì ánh sáng ở 5 cái bóng led như này, 5 cái cánh led này nó sẽ tỏa rộng hơn, và ở giữa này cũng là một dòng led nữa đấy, nó chúi xuống như này đấy, nó như một cái quạt trần đấy. Quả này rất là gọi là quả 5 cánh quả xoài, rất là đẹp, rất là đẹp. Giá là 130.000 anh em nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em, đó là cái dòng dòng led 4 cánh. Dòng led 4 cánh này thì công suất của nó là đâu nhỉ, công suất của nó là bao nhiêu watt ta? Công suất của nó là 60W anh em ạ. Đấy. Công suất của nó là 60W. Và con này nó có dòng 4 cánh. Đấy, cánh 4 cánh là 4 cánh phẳng như thế này. Đấy, 4 cánh phẳng như thế này. Và giá sản phẩm này thì em đang hỗ trợ giá cho mọi người, đó là 100.000 đồng anh em nhé. 100.000 đồng dòng bóng 4 cánh như này. Nói chung là anh em dùng cái dòng này rồi đó thì mới muốn mua thêm thì anh em biết cái chất lượng của nó rồi anh em nhé. 4 cánh này giá là 100.000 đồng anh em nhé. Anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh đó. Ok anh em, sản phẩm tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là cái cây vòi tưới hoa, tưới phong lan, tưới cây cảnh bonsai. Đấy, thì giá của sản phẩm này là 70.000 đồng, nó đến từ thương hiệu Top anh em nhé. Và phần đầu này nó thiết kế rất là nhiều cái đầu, tính năng đầu để chúng ta vặn, chúng ta thay đổi. Đấy, cái phần to này chúng ta rửa sân, rửa xe, rồi là có phần phun tưới xương. Đấy, rất là ngon lành luôn ở đây. Đấy. Chất liệu của nó đây, chất liệu làm của nó rất là chuẩn chỉ luôn. Và anh em có thể này, bóp này, rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, chúng ta không bóp căng tay quá thì chúng ta mỏi tay quá thì chúng ta không bóp nữa. Chúng ta cho cái sắt này vào đây. Cái phần này thì chúng ta sẽ đưa vào cái phần ống nước sạch nhà mình nhá. Cái ống vòi ống nước sạch, ống mềm. Đó thì chúng ta để chúng ta tưới cây, rửa xe rất là tiện lợi luôn. Rất tiện lợi. Giá của nó là 70.000 đồng một chiếc. Và các sản phẩm tiếp theo thì em Thanh sẽ giới thiệu đến cho anh em một số cái đồ dụng cụ về nhà bếp Nhật nha anh em nhé. Ở đây em đang có dòng kéo bạc này, kéo bạc đa năng đánh vẩy cá, kẹp cua này. Rồi là dòng kéo gà này, kéo gà của Nhật này. Rồi là dòng bào cai xô, bằng bào thường, rồi là bào nạo củ quả đó anh em. Rồi dao gọt trái cây, cũng như là dòng liếc dẹt này. Rồi liếc mài đa năng, rồi đá mài thì mai lại về thêm nhá. Hôm nay anh em ủng hộ quá trời luôn nên là hết những dòng đá mài thì tạm hết rồi, thì mai em lại có đầy đủ cho anh em. Và đây là những cái dòng dao bầu, dao chặt seki, dao chặt 7 lạng, dao chặt 5 lạng anh em nhé. Đó, cái dòng dao chặt ký rưỡi thì ký mốt thì hết mất rồi. Sản phẩm về đồ bếp thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là cây kéo cắt gà của Nhật. Đấy, rất là ngon lành ở đây. Và con này cũng rất là đa năng anh em nhé. Cắt gà, cắt vịt từ 3-4 cân vẫn chiến tốt anh em ạ. Hàng đến từ thương hiệu gì đây ta? Thương hiệu chữ này em không đọc được. Đọc được mỗi chữ Japan thôi anh em ạ. Đọc được mỗi chữ Japan thôi. Và cái phần cán của nó đây, thì ở đây nó đang có hai màu cho mọi người lựa chọn này. Đấy. Một màu ghi. Một màu ghi bạc. Một màu bạc anh em nhé. Màu bạc và một màu đỏ mận, đỏ đô anh em ạ, đỏ đô đó. Thì con này phần khóa của nó đây nhá, phần khóa nó đây. Đấy, rất là ngon. Cái phần này là phần kẹp cua này, phần kẹp cua này, phần này là phần cắt gà này. Đây. Đấy, cắt rất là ngon lành luôn, cắt gà. Đấy, anh em đưa cái xương cứng này vào trong cái nách này chúng ta cắt cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, phần này là phần khóa này. Đấy,
bên dưới này thì nó là làm thiết kế những cái vân răng như này để chúng ta đánh vảy cá anh em nhé. Thì chúng ta cầm những cái con đầu con cá như này thì chúng ta đánh vảy cá này, rất là ngon luôn. Nó sẽ hơn cái phần hơn cái con dao để chúng ta đánh cá nhé. Sản phẩm này báo giá luôn cho anh em là 250.000 đồng, dòng kéo kéo cắt gà Nhật anh em nhé, kéo cắt gà Nhật giá là 250.000 đồng. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến cho anh em đó là một chiếc kéo bạc đa năng nữa. Con này thì nó thiết kế này là cui bia này, rồi là phần ép càng cua này. Đấy, ép càng cua anh em ăn hải sản thì cũng ép được nhé. Và cũng có phần đánh vảy cá ở đây, đánh vảy cá ở đây. Và thương hiệu của nó được dập chìm ở trên sống dao, sống kéo anh em nhé. Đấy, sống kéo cầm cực kỳ là nặng tay. Đấy, cầm cực kỳ là nặng tay. Và cái phần cán này nó là hàng dạng đúc, hàng dạng hợp kim gang. Đấy, hợp kim gang đúc vùng quanh như này, nên là anh em nghe tiếng kêu này, đấy, nó rất là dày dẫn và chắc chắn. Đặc biệt hơn là nó rất là sắc bén. Đấy, các bạn nhân viên bên em đóng hàng cũng lấy cái dòng này ra cắt, mà cắt từ đầu đến bây giờ. Đấy, cắt mấy tháng nay rồi. Đấy, thì nó vẫn sắc anh em nhé, vẫn sắc. Và giá của nó chỉ có 120.000 thôi anh em nhé. Đó, những cái con như này thì sẽ không làm anh em phải thất vọng đâu khi mà anh em đã được cầm trên tay. Đấy, cực kỳ chắc chắn luôn, cực kỳ chắc chắn. Giá là 120.000 đồng. Rồi, ok anh em mới vào giúp em Thanh một nút like nhá. Cảm ơn toàn thể anh em, chúc anh em có một ngày mới tràn đầy năng lượng, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em đó là cây bào nạo thông thường. Đấy, của đến từ Nhật Bản nha anh em nhé. Thì con này nó được thiết kế bằng nilon 304. Và cái dòng này ấy, thì nó đơn giản, nó chỉ là bào nạo thông thường thôi. Nhưng mà đặc biệt hơn là nó bền bỉ liền mạch. Bền bỉ liền mạch. Và nó nạo cực kỳ là mỏng vỏ. Đấy, mỏng vỏ và sắc nữa. Đó, thì giá sản phẩm này là 80.000 đồng anh em nhé. 80.000 đồng trong sản phẩm này. Đấy, bào thông thường của Nhật. Tiếp theo là cái dòng thương bài nạo Kaiso. Con này là con nạo đa năng của thương hiệu Kaiso, hàng made in Japan anh em nhé. Hàng made in Japan. Đấy, bào đến từ thương hiệu Kaiso. Thì con này có phần móc đeo ở đây, móc đeo ở đây. Cái phần này thì nó sẽ không tròn nhưng nó là phần bầu như này anh em nhé. Phần bầu như này, cầm rất là ngon luôn. Ở đây là nó một cái lưỡi như này. Đây, để anh em có thể quan sát kỹ này. Đấy, cái lưỡi này là cái lưỡi lận nạo thông thường nhá, nạo củ quả trái cây thông thường này. Cái phần lưỡi bên này, đấy, nó rất là to bản ở đây. Thì các bác có thể nạo sợi giúp em nhé. Nạo sợi ở đây thì anh em muốn ăn trải nghiệm những cái đĩa nộm này, đĩa khai vị bằng nộm, thì chúng ta có thể dùng cái này để chúng ta chế biến một cái đĩa nộm, hoặc là chúng ta có thể chế biến thành một cái đĩa xào. Khi mà củ quả chúng ta nạo sợi chúng ta xào, đấy, ăn rất là thay đổi cái khẩu vị, đấy, cái cách nhìn thì cực kỳ là ngon nhé. Giá của sản phẩm này thì đồng giá luôn cho anh em 80.000 đồng. 80.000 đồng cái dòng nạo nhé. Đấy, anh em muốn lấy nạo Kaiso hoặc là nạo thông thường của Nhật này cũng được, đều được hết nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái cây liếc dẹt như ở đây. Liếc dẹt này thì nó đến từ thương hiệu Kaiso Sato Japan anh em nhé. Thương hiệu Sato Japan. Đó, thì ở đây nó là dòng liếc dẹt anh em nhé. Để em đo kích thước luôn cho anh em này. Cái kích thước của nó này, tổng thể kích thước của nó là 40, gọi cho 43 phân đi anh em. Gọi cho 43 phân nhá. Đấy, nếu mà đo đây là gọi cho 42 phân đi cho song sành nhá. Nguyên cái phần liếc như này nó là 30 phân. Rất thích hợp cho anh em nào làm nghề này. Làm nghề cũng rất là hay dùng những cái dòng liếc như này. Đấy, anh em và các bác, các chị có đang dùng cái dòng liếc tròn rồi thì có thể trải nghiệm qua cái dòng liếc dẹt như thế này nhá. Đấy, nó rất là ngon luôn và rất là dễ sử dụng. Kể cả anh em không biết, không trong nghề cũng có thể liếc được nhé. Và giá sản phẩm này là 200.000 đồng anh em nhé. 200.000 đồng.
đó. Thì em đang còn một cây liếc kim cương ở đây, liếc kim cương ở đây thì em sẽ đo kích thước cho anh em nhé. Đấy, thanh lý nốt cho anh em một cái cây này. Đấy, cái tổng kích thước của nó là 26 và 27 phân, và cái phần lưỡi này nó là 16 phân, tức là một tấc 6 anh em nhé, tấc 6. Thì con này nó thiết kế này, cái độ nhám kim cương của nó này. Đó, thì con này anh em mà liếc thì cực kỳ là sắc rồi. Đấy, không cần phải liếc nhiều, không cần phải liếc nhiều, tại vì cái độ nhám của nó này anh em liếc cực kỳ là ngon luôn. Đấy, sờ nó sần như này, anh em liếc nhá, liếc cực kỳ ngon. Thanh lý nốt cho anh em một cái cây liếc kim cương như này, giá là 160.000 đồng anh em nhé, còn đúng có một cây thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em và các bác, đó là cái dòng liếc mài, liếc mài đa năng. Ở đây thì nó gọi là cây liếc mài đa năng này. Đấy, liếc mài đa năng này thì các bác có thể mài phần thô ở phần này, mài phần thô nhé, và mài đằng mịn ở phần này đó. Và ở đây nó có cái chế độ như là dòng mài dao ba khe nhá, dòng mài dao ba khe. Đấy, mài thô và mài tinh, mài bén và mài tinh. Đấy, mài bén và mài tinh, đây là mài bén này, và bên đằng này là mài tinh này. Mài tinh của nó thì nó là có một cái lớp nhựa như này, đấy, nó bao ở đây nhá, lớp nhựa ở đây, đấy gọi là mài tinh, là mài khâu cuối cùng đó. Và cái này là không biết là mài cái gì nhỉ, mài lưỡi kéo hay là cái nhào đấy đó anh em nhé. Giá của sản phẩm này thì nó là 220.000 anh em nhé, 220.000. đấy, còn có đúng có hai cây thôi đây này, còn đúng hai cây thôi anh em nhé, 220k rồi. Ok, bên em gian hàng của em thì còn rất là nhiều các sản phẩm, nhưng mà thôi để video khác thì em sẽ giới thiệu kỹ lưỡng hơn được. Đó, thì cái tầm đoạn cuối video này thì chắc chắn là nhiều bác xem rồi, nhiều bác ít xem đến cái đoạn như thế này. Đó, thì còn rất là nhiều dòng sản phẩm thì em xin phép để giới thiệu là trong những cái video sau anh em nhé. Đó, thì anh em nào mà vẫn còn mới vào đây thì cho em Thanh xin một nút like nhé, cho em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn toàn thể anh em. Video này mà lên được khoảng 300 like thì hôm sau em sẽ có một cái chương trình là 300k miễn ship và tặng cho anh em một chiếc mũ của Mỹ nhá anh em nhé. Đó, thì em đã đặt một cái lô để anh em để gửi tặng cho anh em, trị giá là 120.000 đồng chiếc mũ của Mỹ anh em nhé. Đó, thì thôi em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau nhé. Chúc anh em có một ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe. Em Thanh xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video lần sau.